Chào các bạn ơi, ngày hôm nay tớ sẽ dẫn các bạn đi chơi bowling với tớ nha. Thực ra đây là lần đầu tiên tớ chơi đấy, tớ chưa biết chơi như thế nào đâu. Mình vừa mới mua vé xong và ở đây thì yêu cầu chúng ta sẽ phải đi tất và đi giày. Thế này, hồi nãy mình đăng ký là Tuyết Tuyết thì bây giờ sẽ là cái tên của mình ở đây. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy bóng để chơi nha. Bóng của em thì có size như này, có size như này, à, 6, 7, để vừa với ngón tay hả? Không, size nó càng bé còn nhẹ. À, thế à? À. Đâu? Ok, rồi, phải công đúng kỹ thuật nha các bạn. Các bạn ơi, đây là lần đầu tiên nên là mình sợ mình ném một cái cả người mình chạy đi đến đấy luôn quá. Wow. Ui, bạn ấy là người chơi ở đây mà còn không ném được hết đâu các bạn. Mình chắc có khi ném được đúng một cái Boeing đổ á. Giờ tớ thử ném nha các bạn. Nhìn kìa. Trời ơi, còn đi chạy chắc được đúng một cây luôn. Tớ biết ngay mà. Bây giờ lấy quả khác nha. Trời ơi, nó còn trượt luôn các bạn ơi. Quả bóng đi đâu mất rồi á các bạn. À, hay lắm nhá. Quả bóng nó đang ở tít ở kia nha, nhưng mà tí nữa nó sẽ chạy về đây này các bạn. Các bạn biết tại sao không? Ở trên kia nó có một cái đường đó. Đây, chuẩn bị nó sẽ chạy một quả bóng ra đây nha. Hồi nãy tớ xem tớ thấy rất là bất ngờ đây. Đó. Thấy chưa? Rất là hay luôn đúng không? Hồi nãy mình thấy mình bất ngờ luôn. Mình không cần phải chạy lên trên kia để nhặt bóng mà nó tự chạy về đây luôn. Bây giờ thì đến lượt bạn tớ chơi nha. Bạn chơi đi. Bây giờ là bạn tớ ném này. Đấy các bạn ơi. Ôi giời ơi, đi đâu quá. Buồn quá các bạn ơi. Trời ơi, đổ hết luôn kìa. Thực ra đấy không phải là đổ do mình làm đổ, mà đấy là xếp lại Boeing thôi các bạn ạ. À, cái quả này nó rất là nặng luôn đó các bạn. Ôi, vào giữa thì chắc chắn là đổ nè. Wow. Quá siêu giỏi luôn đúng không? Còn đúng một cái nữa là đổ hết luôn á. Tớ nghĩ là hôm nay tớ là người chơi giỏi nhất ở đây ngay lúc này. Tại vì chỉ có tớ với cả bạn tớ thôi. Các bạn nhìn cả cái sân này đó. Chỉ có mỗi tớ với bạn tớ thôi. Đấy nha, lần này tớ chơi thêm một lần nữa chắc chắn là đổ hết luôn. Ra đây lấy bóng các bạn ơi. Ây ui, cái quả này nặng cực kỳ luôn nè. Mình lấy quả nhẹ nhẹ thôi các bạn ạ. Chứ nặng quá không cầm được luôn á. Các bạn nghĩ xem lần này tớ đổ được bao nhiêu gái nào. Nhìn nha. Yeah, đừng có trượt nha. Vào giữa đi. Ui, cũng có đổ nhưng mà chưa đổ hết được các bạn ơi. Chắc là do mình mới chơi nên là không biết cách căn để cái quả bóng của mình chạy thẳng chính giữa. Chơi thêm một lượt nữa đi. Ở đây là một lượt mình mua vé là sẽ được chơi. Một lượt mình mua vé là 55.000 là mình sẽ được chơi 10 lần các bạn ơi. Và mình sẽ phải thuê giày với cả thuê tất nữa. Hả? Ở giữa này thì bây giờ không xếp lại hay sao ấy? Vào đi. Thôi, chạy đường ray rồi, xong. Thôi đến lượt bạn đi, tớ lăn mấy quả mà tớ thấy mỏi hết cả tay luôn á. Các bạn ơi, chơi bowling một lúc thì mỏi hết cả tay rồi đây này. Bây giờ ở đây có thêm các trò chơi khác nữa, thử ra xem có cái gì hay không nhá. Đi nào. Tớ ngày hôm nay thì thật sự là rất là mải chơi luôn đấy các bạn. Tiền đâu cái gì cũng muốn chơi nè. Cái này là trò đua xe máy. Nhưng mà xe máy thì hàng ngày đi ở đường suốt rồi nên là không chơi cái này nữa các bạn ơi. Còn bên này thì là trò đua ô tô này. Nhưng mà cái xe này tớ thích cái xe mà nó khi mà mình ngồi lên nó rung giống như là thật luôn cơ. Sang bên này đi các bạn. Uầy, bây giờ là trưa của buổi trưa ấy, thế nên là với cả hôm nay là ngày thứ nên là vắng lắm đây này. Không có ai cả, bình thường mấy cái khu này là toàn mấy bạn nhỏ nhỏ thích chơi thôi. Nhưng mà tớ thì cũng ham chơi lắm. Có nhiều trò lắm các bạn ơi. Các bạn có thường được bố mẹ dẫn đi chơi những chỗ như thế này không? Thực ra thì tớ ở Hà Nội nhưng mà cũng phải lâu lâu thì tớ mới đến mấy cái chỗ này thôi. Bình thường chủ yếu là toàn đi chơi ở gần nhà các bạn. Thôi mình sẽ đi ra phía bên ngoài để xem là có trò gì thú vị hơn ở chỗ khác không thì chúng ta chơi nha các bạn. Đừng rời khỏi video của tớ nha vì vẫn chưa kết thúc đâu. Không biết là chơi cái gì đây các bạn ơi, tớ thấy hơi mỏi trong người á.
hay là chúng ta đi ngồi ghế massage đi. Ở mấy cái trung tâm thương mại này thường có ghế massage đấy. Đi. Lâu lâu mới được đi chơi thì phải chơi cho đã đúng không các bạn? Ở mấy cái khu này này, mấy cái khu này là các bạn nhỏ thích lắm đấy. Đây là khu vui chơi dành cho các bạn nhỏ nhỏ xinh xíu á các bạn. Nhưng mình vào đây chơi thì không biết là chơi cái gì luôn, tại vì là toàn mấy cái đồ chơi của các em bé. Wow, cái này là một cái gì nhỉ, cốc trà sữa trân châu khổng lồ luôn đó các bạn. Nhưng mà mình vừa mới uống nước rồi nên là rất là no, không thể uống được nữa các bạn ơi. Bây giờ chỉ có đi chơi với cả đi ngắm thôi các bạn ạ. Này, trung tâm thương mại nhưng mà buổi trưa thì vắng chưa. Ra đây các bạn, ở đây thì là hồ cá koi này các bạn ơi. Thật ra thì cái hồ này chắc là các bạn cũng không còn lạ lẫm gì nữa đúng không nào. Thường là đi xuống trung tâm thương mại là các bạn nhỏ rất thích ngắm mấy cái hồ cá koi này. Bình thường thì tôi thấy nó nhiều lắm nhưng mà ngày hôm nay thì nó không có nhiều lắm các bạn ơi. Hình như là di chuyển hết một phố, chạy trốn ở trong cái kia. Đó. Nếu mà có cái gì ăn thì mới chạy ra cơ. Nhưng hôm nay là có ít quá. Thôi, ở đây thì không có cái gì vui, mình sang bên kia nhé các bạn. Bây giờ thì vào đây để ngồi ghế massage các bạn ơi. Tớ sẽ chỉ ngồi với 20.000 thôi. 20.000 thì chúng ta sẽ được chơi ngồi 12 phút nha các bạn. Đây, cho tiền vào trong này nè. Đó, duỗi thẳng cái tiền vào. Ui, đấy, tiền đi vào rồi. Và bây giờ thì ngồi lên này. Rồi cái ghế nó tự động đẩy lên này. Nếu mà mình chưa cho tiền vào là nó sẽ kêu ầm lên đó các bạn. Nhưng mà mình cho tiền vào rồi thì bắt đầu ghế sẽ đẩy mình lên. Tớ ngồi ở đây thì tớ mới cảm nhận được. Còn các bạn là không cảm nhận được là cái máy nó đang hoạt động đâu. Nó đang co bóp hai cái chân của tớ lại này, kẹp luôn cả cái tay của mình vào này. Nhưng mà thật ra là nó không đau đâu nha. Kiểu là nó chỉ tạo cho mình cảm giác dễ chịu thôi á các bạn. Nhưng mà thường là lâu lâu mình mới đấm lưng một lần nên là có khi là hơi đau. Hồi đầu các bạn ơi, tớ chỉ ngồi, tớ chỉ trả tiền là 20.000 thôi. 20.000 thì mình sẽ ngồi được 12 phút như thế này này các bạn. Đây là bảng giá này. 20.000 được 20 phút, 50.000 được 30 phút này. Đẹp không hả các bạn ơi? Đây chính là khu vui chơi đó. Wow, đẹp quá là đẹp luôn. Ở đây thì có rất là nhiều khu vui chơi các bạn ạ. Ui, chơi trò chơi mà thắng thì được cả một cái iPhone luôn đây này. Ghê chưa? Wow, nhìn là đã muốn chơi rồi đấy. Nhưng mà mấy cái này thật sự là mình sẽ không bao giờ nhận được quà đâu các bạn ạ. Khó lắm. Nhìn này. Đẹp quá trời. Oh, nhìn này. Đẹp quá đi à. À, hình như là cái này đang rất là hot luôn đó các bạn. Mua cái này về và sau đấy sẽ có một cái hình bất kỳ. Nhưng mà cái này là bao nhiêu tiền ta? Ui dồi ôi, 199 cái. Nhìn đây. Xem là mình có cần mua cái gì không nha. Bình thường thì mua mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh thì tớ cũng hay đi vào đây mua. Nhìn này, đây là một hàng Elsa. Đó. Bên này thì sẽ là gấu Mickey. Nhìn này. Ồ, đẹp không? Gấu dâu hình như là có chiều cao. Trời ơi, đây là một giải toàn là gấu bông. Em thấy các bạn
đẹp luôn á. Cả cái kệ này đều là một màu hồng, dù như tớ đứng ở đây sẽ bị lẫn luôn cả cái màu ở đây các bạn ơi. Cái gì cũng màu hồng giống với cả cái áo ở đây luôn. Giới cổ tích luôn á, các bạn có biết những nhân vật này không? Được đặt ở trong những quả bóng đấy các bạn. Mỗi bên sẽ là những nhân vật khác nhau. Ví dụ bên này thì là Tom và Jerry này. Trời ơi, nhìn là chú mèo với chú chuột ngộ nghĩnh chưa kìa. Còn bên này thì là nhân vật gì các bạn có biết không? Còn tớ thì lại không biết rồi. Các bạn biết thì nhớ để lại bình luận cho tớ biết với nha. Wow, nhìn những cái quả bóng này mình chỉ muốn lấy hết về thôi các bạn ạ. Vì quá là đẹp luôn mà. Nhìn này, bên dưới sẽ là các trò chơi để chúng ta chơi nha. Nhưng mà mấy cái này thì tùy vào sự may mắn của chúng ta sẽ được một nhân vật nào đấy ở trong quả bóng đấy. Bên này thì là biệt đội Pikachu hay sao ấy. Các bạn ơi, đi dạo một vòng thì bây giờ tôi cũng thấy thấm mệt rồi đấy. Chắc là bây giờ tớ sẽ đi về đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã đi trung tâm thương mại với tớ nha. Nếu các bạn muốn tớ làm video gì thì nhớ để lại bình luận nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại nhé.